không? À, ý là nó nghĩ quan trọng là cái câu đó, hiểu không? Nó không bao giờ nó nghĩ là mình làm gì được YouTube đâu. Nói chung là mình cũng rất là gọi là xúc động luôn các bạn. Đúng không? Sao không thấy tin tưởng bạn gì? Loại đúng. Cảm ơn bạn nha, lòng tốt bạn. Hello, mình chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại là mình đang ở bên nhà bà chị mình mọi người. Trời giờ này tối rồi. Thì tình hình là hôm qua mình có làm clip mà mọi người xem đúng không? Mình làm clip lãnh tiền YouTube được rồi. Đó thì hôm nay là mình sẽ mua đồ về để mình đãi gia đình mình mọi người. Đó, thì bây giờ mình sẽ kêu mình có hai bà chị với lại mẹ mình là mọi người biết rồi đúng không? Hai bà chị với mấy đứa cháu với lại hai ông anh. Bây giờ mình sẽ đem mấy cái đồ vô mình nhờ hai bà chị mình nấu giùm. À mà quên review đồ cho mọi người xem đi chứ. Đó, đây là mọi người, mình có mua con gà. Mà nãy mình quên để nguyên con rồi, mình lỡ mình cắt ra luôn rồi. Đó, cắt nguyên con gà luôn, cái này gà nha. Cái này là rau nè, rau quá trời luôn. Đồ ăn nấu luôn. Wow, hai bà chị mình nhờ đi chợ giùm, hai bà chị mình mua đồ gì đâu mà vô cả lẹn luôn. Đó. Đó, đây là ông anh mình nha mọi người. Đó, bây giờ có còn đây mấy đứa cháu mình nè. Mấy đứa cháu mình à, cái thằng đang đứng đó bên kia cũng là thằng cháu mình luôn á mọi người. Bây giờ mình sẽ đó, mẹ mình đây. Chào mọi người cái mẹ. Chào mọi người. Bây giờ mình sẽ vô mình nhờ hai bà chị mình chế biến mấy cái món ăn này giùm mình nha. Nấu rồi quay. Quay gì? Đây là bà chị mình đây mọi người. Đây là bà chị mình nha. Bà bữa nói bà ngại lên trên màn ảnh lắm. Cho bên mình kêu ông nấu ăn giùm mình để quay clip bà chịu nấu à. Còn một bà chị nữa, bà chưa lên nè mọi người. Đó, bây giờ mình không biết nấu, phải nhờ hai bà chị này nấu giùm mình. Giờ cái gà là chế biến món gì chị? Gà này là trứng mắm. À, gà trứng mắm, còn nãy chị mua đồ nấu lẩu phải không? À, chị trước nấu lẩu trước đi. Thì hiện tại bên đây là cái bếp, nhà bếp của nhà chị mình nha mọi người, chị hai á. Đó, nhà này là của nhà bà chị mình luôn, bữa nay mượn cái nhà bà chị mình làm ẩm thực, mình làm cái bữa tiệc. Thì tất nhiên là lát nữa mình làm xong thì mình chỉ gọi thằng Huy Thép với lại thằng Huy Sấm Dừa xuống cho nó chơi luôn nha. Đó, xin giới thiệu cho mọi người, đây là bà chị hai của mình nha mọi người. Đó, bà chị thứ hai, bà chị đầu luôn á. Ở nhà này nhà của bà luôn á. Bà tình hình bà đang chế biến món ăn. Đó, bà là chị này, bà chị thứ ba. Mình còn ông anh nữa, lát nữa thì mình gọi ông lên luôn nha. Này cắt cái gì hả? Cắt gà để tao nấu lẩu nè. À, đồ nấu lẩu hả? Chị mình đang cắt đồ nấu lẩu mọi người. Rồi chút nữa nấu xong là mình gọi thằng Y Thép xuống, người sống dừa xuống chơi luôn. Tình hình là ông anh mình cũng đang chuẩn bị ông chiên gà rồi đúng không mọi người? Đó. Ủa, lấy nước mắm gì đổ vô dầu hả? Đó. Lấy đi. Chiên. À. Chiên vô nhúng ha. À, lấy tức lấy gà chiên vô cái chảo rồi nhúng mọi người. À. Mình tình hình bữa nay mình nhờ mấy ông anh mấy bà chị mình chế biến món ăn mọi người chứ mình làm hết. Đồ nhiều quá. Đó. Còn bên đây thì bà chị mình bà đang nấu cái nồi lẩu mọi người. Đây nè. Bên kia mình nãy quay ông anh mình là bên nhà mình nha. Nhà mình với nhà bà chị mình dính hai nhà sát nhau luôn à. Đó. Nồi lẩu rồi bà chị mình đang nấu nước lèo rồi chuẩn bị lát nữa xong rồi mình bỏ đồ vô. Còn bà chị mình đang làm rau mọi người. Đây rửa rau nè. Đó. Bên đây là rau răm đủ thứ hết. Bên đây có tôm, cái gì này cái gì vậy chị? Tôm hả? À, bao tử cá mọi người. Hai hộp bao tử cá. Này trái cây mọi người, nguyên rổ trái cây luôn. Mấy bà chị mình tâm hồn của mấy bà trái cây cơ lắm. Còn đây là cá là cá hồi hả? Cá ba sa. À, cá ba sa mọi người. Hồi bữa mình về miền Tây mình cũng ăn được cá bè kêu là cá dồ á mọi người. Nay giờ đây lại tiếp tục ăn lẩu cá ba sa. Xuất hiện thêm một người nữa, giới thiệu mọi người đây là ông anh của mình nha. Đó. Ông anh ruột thứ ba của mình luôn. Đó. Thì đồ cũng gần chín rồi, gần nửa chín rồi mình dọn lên kêu cả gọi là báo về văn võ hội tụ nha mọi người. Tình hình là máu xuất hiện hai nhân vật nha mọi người. Đó. Không có gì xa lạ đâu. Đó, anh vẫn anh là Sớm Dừa, rồi bên đây là Xuân An Vlog. Đó. Chào mọi người nha. Chỉ còn Thép nữa thôi. Cho nó vô nữa xong luôn mọi người. Rồi giật muốn bơi mít luôn à. Rồi bây giờ chờ Thép là đủ bộ luôn, bắt đầu dọn ra bên Quốc nha. Chết hết mọi người. Chào mọi người cái mày. Nãy quay rồi hả? Quay rồi, quay nãy giờ luôn á. Hello mọi người nha. Biết gì nãy troll nó phát thôi thôi. Biết gì nãy tụi tao tính troll mày mà tao nghĩ tao tạo đêm mà. Cũng không thể nào ngờ được là sẽ có một ngày nào đó thằng Kha nó đãi mình một món ăn gì đó. Anh đậu. Món ăn gì đó.
quay clip với nó mà bữa tiệc rất là lớn. Bữa tiệc này là nó gọi là nó quan trọng mà chắc bữa tiệc cuối cùng của tao gì đó. Quay clip với nó mà nó nói không có khi nào mà nó được ăn hết á. Ờ đó giờ luôn không khi nào được ăn á. Ờ tao chưa nói hết ý, tao nói là không thể ngờ được một ngày nào đó nó vô nó rủ mình một buổi tiệc mà gọi là ăn mừng tiền YouTube, hiểu không? À ý là nó nghĩ không, nó không đó hiểu không, nó không bao giờ nó nghĩ là mình làm gì được YouTube đâu. Nói chung là mình cũng rất là gọi là xúc động luôn mấy bạn. Đâu không sao không thấy tin tưởng bạn gì. Mẹ ghê quá. Ok thì đầy đủ người thì bây giờ chuẩn bị đồ lên rồi mình review cho mọi người xem nha. Ok thì bây giờ đồ cũng đã dọn xong hết rồi mọi người. Đây anh em đang ngồi chung vô này. Đó cười cái coi anh em. Quay canh đêm nó không có rõ hình ảnh nha mọi người. Đây mấy ông anh mình đây, thằng kia cháu mình nha. Đó miệng mình kia. Hai vô ngồi hai. Chị hai mình mọi người. Ủa còn mấy đứa nhỏ nó ăn ở đâu đó hả? Mấy đứa cháu mình nó ăn ở trong nhà đây mọi người. Đây nè mọi người, ba đứa cháu mình nó ăn ở trong đây. Chào cô chú cái coi. Chào cô chú. À thằng này là lúc trước nó có làm cho mình mấy cái clip á mọi người. Mọi người coi mấy clip cũ mọi người biết nó nha. Đó còn hai đứa này, hai đứa cháu nhỏ. Đứa cũng mấy tuổi rồi mọi người. Ăn cho nó con. Mấy đứa nó ngồi ở đây tại vì cái chọc quá mọi người. Nó ngồi nó ăn ở đây. Là vì kia cũng rượu bia không mà nó ngồi gì xác cũng không có tốt. Mấy đứa ăn nha. Rồi, để mấy đứa cháu mình ngồi này ăn mình ra kia mình ngồi mọi người. Wow, tình hình là nãy giờ mệt quá bây giờ mới được ăn mọi người. Ủa, đuối luôn tao. Dù mình không uống bia nhưng mà mình không biết uống nhiều nhưng uống được lâu nhá. Anh em ăn uống được đường lâu quá mà ăn. Được cỡ nửa lon á. Được. Sắp vừa uống được bia không sắp vừa? Sắp vừa đã uống bia mọi người. Còn mấy ông anh mình thì tủ lượng khỏi nói luôn mà. Khu lộn bia rót rồi sẽ uống được cũng phải ráng uống. Uống lâu không được. Wow. Nào ở đây chạy tóc lại xem. Gì? Chạy tóc kia. Ờ tóc mình vào bữa mình làm phép là thành hiện thoại rồi. Làm bữa vào bữa làm phép thành hiện thoại. Và bữa mình hốt đầu tóc mà mọi người cho xem nhìn cũng hốt đầu tóc. Tao ngầu luôn. Bây giờ hey. Liệu nguyên miếng mày nêu cảm xúc. Món gì cũng được mày ăn đại món thử coi, mất gà đi. Mình không có uống được bia rượu tại là mình xúc da các bạn. Ăn đồ. Là miếng đồ các bạn. Để nó review miếng gà. Dạ. Ủa vậy có áo? Có. Nó xạo quá mọi người đó. Mời, rồi. Nha. Ok. Tại nó tối quay màn hình hơi xấu chút mọi người thông cảm nha. Ừ. Gà vậy gà chiên nước mắm hả? Ờ, ngon không? Hết thể con bà tám luôn. Ông anh tao không làm, phải tao làm đâu. Đây, đầu bếp đây. Đầu bếp đây. Đó, rồi. ngon ăn các bạn ăn rồi, okay. Ăn thôi nha. Dạ được rồi, bây giờ cái lẩu đây mọi người. Đó. Đó, ngon không? À, ăn các bạn ăn đi, uống bia không vậy ăn cái này. Vô rồi ở trời đâu đó nó vừa ăn món gà chiên bắp á. Ngồi với tôi chứ ngồi ai đâu ngại cha. Mọi người nha, ăn nó ngại mọi người tại có nhà mình đông quá. Qua đây con qua đây. Bây giờ mình review miếng nha mọi người. Thử miếng gà có thử ông anh nấu gà nãy anh ấy mắm không vừa ăn được không? Có mời mọi người nha, thử đàn miếng coi. Đàn ô phải không? Đàn ô để ai ăn là nhúng luôn. Đàn ô mỗi cắn vô cái là đã vừa ăn rồi mọi người, khỏi cần phải chấm mắm gì nữa. Wow, ngon cực kỳ luôn tao. Thôi mình thử miếng nữa nè. Cái gì bò? Wow. Để miếng rau răm nữa nè. Bò không ai. Ăn miếng rau răm này hơn. Ăn rau, miếng rau răm. Wow. Không ai. Câu quá 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 quá. Dạ, bây giờ tới được mình sẽ review cái món gà chiên tới sắp vừa tới sắp vừa nữa ăn nha mọi người. Đây bây giờ mình lấy rồi chấm cho bạn, chấm vô nước mắm hay quá bạn ơi, tình hình nó mặn lắm nha. Mặn chấm vừa thôi. Ừ đó ăn mì nha, ăn mì thì nói đưa mì cho nha. Nó vừa ăn luôn, mình chấm chút xíu nước mắm làm nó có thêm cái chút cay á. À ăn nó rất ngon, là cái gà nó vừa giòn tớ
nó không có mềm quá, nó cũng không có quá cháy. Nói chung là tuyệt vời. Tuyệt vời đúng không? Trời ơi, quá ngon. Nói chung là món của anh mình nấu. Ăn đi mẹ, ăn đi chị. Ăn đi, thằng này ăn cháu mình, mọi người áo đỏ con cháu mình đó. Còn hai này ăn mình. Giới thiệu hoài thôi à. Phải giới thiệu kỹ cho người ta nói. Cháu nhớ. Lớn tuổi ngoài phải không? Ừ. Tình hình là máu xuất hiện thêm một người bạn đó nha mọi người. Đó. Người này chắc mọi người chắc có một số người cũng quen mặt á. Đó. Ừ, khá bảnh. Mới vô làm luôn các bạn. Ok, nãy giờ uống lô nó cũng đau đầu rồi mọi người. Bây giờ chắc phải dừng clip quá, chứ mình uống một chút nữa là mình quay không nổi luôn á. Rồi anh em nãy ăn nãy giờ cũng lâu rồi. Đó, mẹ mình, mấy ông anh đồ chị rồi. Ok, thì bây giờ cũng clip rất là dài rồi. Mình cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quý báu ra để xem mấy clip của Hình Kha TV nha. Thì không có gì hơn là mình một lần nữa mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Đã ủng hộ Hình Kha TV trong thời gian qua. Vô tay. Thì bây giờ không có gì hơn, qua một ngày mới thì Hình Kha TV xin chúc tất cả mọi người vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha. Bây giờ mình xin dừng clip đây và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha. Bây giờ thì mình xin hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha. Bây giờ đi. Bye bye mọi người ơi.